Chuyển sang những thông tin cập nhật từ huyện Long Điền. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo huyện ủy Long Điền vừa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Trung ương Đảng và tỉnh ủy cho bí thư, phó bí thư, cán bộ tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc huyện ủy, bí thư, phó bí thư, các chi bộ, phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện. Hội nghị cũng được kết nối với điểm cầu tại 7 xã thị trấn với sự tham gia của bí thư, phó bí thư, cán bộ tuyên giáo đảng ủy các xã thị trấn. Tại hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Trung ương Đảng và tỉnh ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo huyện ủy Long Điền đã triển khai quán triệt 10 nội dung, gồm kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo Công tác phòng chống HIVS tiến tới chấm dứt bệnh S tại Việt Nam trước năm 2030. Hội nghị cũng quán triệt nội dung nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, nội dung các chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh, về lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh, triển khai kế hoạch hành động của ban thường vụ tỉnh ủy về triển khai nghị quyết của bộ chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Dựa trên cơ sở nội dung các nghị quyết, chỉ thị trên, lãnh đạo các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Long Điền sẽ vận dụng triển khai phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.